Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ chẳng ai là người không muốn biết số mệnh của mình là tốt đẹp, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc sống luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, ấm êm, chẳng bao giờ cần phải suy nghĩ về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Vậy trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, số trời sinh đã mang mệnh phú quý trong tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng hưởng cuộc sống thập toàn, thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết, cuộc sống con người sợ nhất chính là cảnh nợ nần, túng thiếu. Tuy nhiên thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà mình không mong muốn. Ông trời sinh ra ai thì cũng đều có số mệnh riêng. Những khó khăn trong cuộc đời chỉ là những thử thách mà ai cũng phải vượt qua. Tử vi số mệnh trong tháng 3 âm lịch này 2022 nhâm dần sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù có số bôn ba vất vả và thậm chí là còn nợ nần trong năm cũ 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi sẽ có nhiều quý nhân phù trợ, vì vậy mà tương lai phía trước vô cùng rộng mở và sáng lạn, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối đời. Hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu về vận trình tuổi Tân Mão trong tháng 3 âm lịch này quý vị nhé. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951, mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh và có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo hơi thái quá và thậm chí có thể là người láo lỉnh nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ có một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách thoát khỏi bế tắc. Người Tân Mão sống rất tham vọng và thường được đảm bảo về tài chính, nhất là nếu không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém phần mềm dẻo và ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán bất kỳ lúc nào. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ gặp được nhiều may mắn, mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc cho nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả trong những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống, tình cảm không có nhiều biến động, gia chủ nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp giáp dương mộc nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần phải chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế, sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tháng này, gia chủ không phải đối diện và xử lý nhiều việc khó giải quyết, đồng thời cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình chính là sức khỏe và niềm vui. Chính vì thế mà bản mệnh đã không còn so đo, tính toán hoặc nhúng tay vào quá nhiều việc. Bạn bắt đầu dành nhiều sự tin tưởng cho con cháu trong nhà, để con cháu tự giải quyết nhiều việc quan trọng. Nhờ vậy mà cuộc sống của bạn trở nên nhẹ nhõm và đơn giản hơn nhiều. Trong các công việc hàng ngày, người tuổi này nên biết lượng sức mình mà làm, không nên làm quá sức, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, thậm chí là tổn thương không đáng có. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt,
Kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Khoản tiền tích góp được từ trước đó có thể giúp bản mệnh sống thoải mái mà không phải lo đến việc túng thiếu. Thêm vào đó, bạn thường xuyên nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con cái nên hoàn cảnh sống đa phần là dư giả. Ở độ tuổi này, người làm ăn kinh doanh cũng cần chú ý đến việc nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, chớ vì những đồng tiền lời lãi mà làm việc quá độ, dễ khiến cơ thể mệt mỏi, phải tiêu tốn nhiều tiền trên phương diện sức khỏe. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Đã đến độ tuổi này, gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, đặc biệt tránh làm việc quá sức, dễ gây ra những tổn thương khó chữa trị. Gia chủ cũng nên duy trì tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình để cải thiện sức khỏe. Trong tháng, gia chủ khó tránh những bệnh người già liên quan đến xương khớp, thị lực hay thần kinh. Tháng này, gia chủ nên tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Người cao tuổi cần phải chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì có tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ, hợp lý. Nếu con cháu trong nhà bận rộn, không có thời gian chăm sóc bầu bạn, mệnh chủ có thể tham gia vào các hoạt động phù hợp với sức khỏe của mình, tăng cường giao lưu với những người cùng độ tuổi trong các câu lạc bộ sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Các gia chủ tuổi Tân Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tân Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này, gia đạo cát lành, gia chủ đối nhân xử thế hài hòa, thường tạo được mối quan hệ tốt đẹp đối với mọi người xung quanh. Nếu sống một mình, người tuổi này thường nhận được sự giúp đỡ của hàng xóm láng giềng, cuộc sống không có nhiều biến động. Mối quan hệ vợ chồng hòa hợp, đôi bên biết quan tâm và chăm sóc lẫn nhau, con cháu trong nhà đa phần đều ngoan ngoãn, nghe lời. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 3 năm 2022, tức ngày 2 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 14 tháng 3 năm 2022, tức ngày 14 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 26 tháng 3 năm 2022, tức ngày 26 tháng 4 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán.
Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 3 năm 2022, tức ngày 3 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 3 năm 2022, tức ngày 15 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 3 năm 2022, tức ngày 27 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống mà đầy chông gai, vất vả này, đúng không thưa quý vị? Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 3 âm lịch, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Cảm ơn rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi.